Các bạn thân mến, một ngày thì chúng ta có vô vàn những thông tin để cập nhật. Vậy nhưng thông tin nào nổi bật và đáng để xem thì hãy để Max Daily giúp bạn tổng hợp nhé. Và giờ hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong Max Daily của ngày 29 tháng 6. Xbox Fitness là một dịch vụ theo dõi kiêm luyện tập sức khỏe thể hình cho các game thủ có ước mơ 6 múi. Ứng dụng thiết kế theo dạng nhận diện chuyển động thông qua hệ thống Gra Kinect trên Xbox One được phát hành vào năm 2013. Và hiện tại thì Microsoft Studios có vẻ là đã chán trò luyện tập chay như thế này và họ sẽ sớm khai tử ứng dụng nhàm chán này không lâu nữa. Và trong một thông cáo mới nhất thì Microsoft Studios công bố rằng tất cả các dịch vụ liên quan đến ứng dụng Fitness sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Tức là người dùng Xbox One sẽ chỉ còn đúng 1 năm để hoàn thành khóa học thể hình của họ. Được biết thì sáng kiến ban đầu của Fitness là muốn các game thủ Xbox One vận động nhiều hơn một chút chứ không phải là suốt ngày dán mắt vào màn hình và tay cầm cùng với cả bịch bóng ở bên cạnh. Tuy nhiên sau 2 năm rưỡi kể từ khi ra mắt thì dịch vụ này đã không đạt được thành công như dự tính. Đại diện của Microsoft Studios cho biết thêm về việc quyết định này đã được xem xét rất nhiều trước đây bởi các khoản phí dịch vụ cũng như tiền thuê các nhân vật có tiếng tăm trong các bài tập dạy tập luyện thể hình để duy trì ứng dụng này là tương đối lớn nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế nhiều cho họ, bởi vậy đóng cửa nó là điều dễ hiểu. Bạn là một fan cuồng của trò chơi Minecraft thì đây là tin mừng cho bạn. Đứa con cưng của Mojang sẽ được chuyển thể thành phim trong thời gian tới. Vlog chính thức của studio này cũng xác nhận thông tin trên và ấn định ngày 24 tháng 5 năm 2019 sẽ là ngày bước ra màn ảnh của Minecraft và được phát hành dưới cả hai định dạng phổ biến là 3D và IMAX. Nhưng đó cũng là tất cả những gì chúng ta biết về thời điểm này. Vũ Bùi, giám đốc điều hành gốc Việt của Mojang mới đây trong một status trả lời người dùng về bộ phim này đã tiết lộ thêm rằng chúng tôi cần thêm một thời gian dài để chuẩn bị cho dự án hay ho này, nhưng chắc chắn tiến độ sẽ được hoàn thành đúng thời hạn, đơn giản bởi nó chỉ dùng để thực hiện những ý tưởng tuyệt vời đã được lên từ ngày hôm nay. Và rằng tựa phim mới về Minecraft sẽ là một cuộc du lịch bất tận, bên cạnh những cuộc chiến đầy lửa mà bạn có thể nghĩ đến. Nhìn chung thì sau sự thành công của Angry Birds hay là Warcraft hiện tại thì có thể thấy Minecraft sẽ được coi là cái tên tiếp theo hứa hẹn thành công trên thị trường phim ảnh khi ra mắt. Xiaomi đã công bố giao diện MIUI 8 độc quyền trên nền Android của họ và hiện tại thì họ đang cho phép người dùng tải về giới hạn bản beta cho hệ điều hành này từ đầu tháng. Một số đánh giá của người dùng thử nghiệm đã giúp chúng ta có được một cái nhìn tương đối hoàn thiện của MIUI 8 trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì theo một nguồn tin mới đây cho biết thì rất có thể trong tương lai công ty Trung Quốc sẽ tiếp tục cập nhật giao diện MIUI 8 và thêm vào đó tính năng chia cửa sổ đa nhiệm. Cụ thể là việc cho phép người dùng thực hiện hai tác vụ cùng một lúc bằng cách mở hai ứng dụng song song trên màn hình. Không rõ là Xiaomi sẽ tích hợp chức năng này như thế nào, bởi trong các phiên bản Android gốc của Google thì tính năng chia cửa sổ sẽ được thực hiện từ màn hình đa nhiệm. Nhưng màn hình đa nhiệm của MIUI không được bố trí theo dạng thumbnail như thế. Có thể Xiaomi sẽ sử dụng một công cụ trick chạy nổi trên màn hình chính như cách mà Samsung hay là LG đã từng làm với các phiên bản Android cũ trước 5.0 của họ. Nói chung là sẽ cần phải một thời gian nữa để có thể làm rõ tính năng này. Dĩ nhiên đây sẽ là một tin đáng mừng đối với fan của chiếc Mi Max. Gã khổng lồ trong làng máy tính Dell đã tiếp bước Microsoft trong việc sản xuất ra những màn hình cực lớn phục vụ trong các môi trường làm việc cụ thể. Thiết bị mới nhất của Dell mang tên là C7017T là một màn hình cảm ứng có kích thước lên đến 70 inch với mục tiêu nhắm vào các trường học và góp phần thay thế cho sự ô nhiễm môi trường mà bảng đen và phấn mang lại hàng ngày. Được biết thì chiếc màn hình khổng lồ này sẽ chỉ có tùy chọn duy nhất độ phân giải Full HD 1080p cùng khả năng cho phép nhận cảm ứng 10 ngón tay một lúc cùng với hai bút stylus riêng. Rõ ràng là với việc trang bị độ phân giải thấp cho một kích thước lớn như thế này thì sẽ không thỏa mãn được nhu cầu độ nét cao của người dùng phổ thông. Nhưng ai trong lớp học sẽ quan tâm tới điều này? Bên cạnh đó thì mức giá của chiếc C7017T cũng được đánh giá là một món hời trong môi trường doanh nghiệp và giáo dục. Bởi Dell chỉ bán nó với mức giá là 5.000 đô la Mỹ mà thôi và chưa bao gồm phần cứng xử lý đi kèm. Chắc chắn sẽ vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với con số 7.000 đô la Mỹ cho phiên bản thấp nhất của Surface Hub với các tính năng tương tự nhưng nhắm tới thị trường doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ đem đến cho các bạn một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!